Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục test game trên kênh tư vấn mua điện thoại. Trên tay mình đây là chiếc máy Poco X3 NFC, sử dụng con chip Snap 732G. Phiên bản mình đang có ở đây là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Dung lượng pin là 5160mAh, sạc nhanh là 33W. Poco X3 NFC là một chiếc máy rất ngon trong tầm giá. Và bên kênh Đam Mê Công Nghệ cũng đã có rất nhiều bài đánh giá chi tiết về chiếc máy này rồi. Tựa game đầu tiên mình sẽ test đó là Liên Quân Mobile. Trước khi vào game thì mình cũng sẽ là bấm đồng hồ đo thời gian. Chúng ta mất tầm 16 giây để load vào game. Về phần cài đặt đồ họa thì chúng ta có thể là bật được FPS cao rồi. Độ phân giải HD mình sẽ để ở mức là siêu cao này. Chất lượng hình ảnh thì chúng ta không thể lên được ở mức là HD. Hiện tại bây giờ là 21:30 và mức pin là 72%. Ủa sao mình không thấy cái phần FPS ở đâu ta? Mình sẽ bật FPS này. Ok, đúng rồi. Các bạn có thể nhìn phần FPS ở phía bên trên, bên trái màn hình. Khá là solo với ngộ không này. Ui da, mình đã lên cấp 2 trước này. Ngộ không thì chảy đâu. Ui, quá thơm này. Các bạn có thể thấy là level 1 thì Ryoma có thể làm được ngộ không này. Ui da, ngộ không. Xem lại thì chết anh em ơi. Còn bị ngộ không này. Thôi mình sẽ là biến về thôi. Thôi mình sẽ ở lại và ăn nốt tên lính này. Ui da, ngộ không quá là đen luôn. Thanh niên đã bị mình giết hai mạng. Hiện tại thì chưa combat nhiều nên là FPS nó ổn định, rất chi là mượt luôn. Cần hai luôn. Ui xong rồi, tốc biến ngay. Cút ngay. Ok, lúc mình giao tranh thì FPS nó vẫn ổn định ở mức là 60. Giao tranh tầm 3 người. Ui dạ, sao mình thấy FPS nó tụt xuống 54 nhỉ, 57 này. Nhưng mà mình vẫn cảm giác được nó không ảnh hưởng đến giao tranh quá nhiều nha anh em. Nó không phải là lắc giật, mình vẫn cảm giác được chơi nó rất mượt. Mặc dù là FPS nó, mình thấy nó tụt xuống ở mức là 54 rồi này. Chuồn. Nó chỉ hơi khửng thôi. Đó, anh em có thể thấy là với con chip Snap 732G thì khi chúng ta giao tranh nhiều người thì nó vẫn bị tụt FPS nha anh em. Ok, giao tranh dưới này rất chi là nhiều người luôn này. Chơi nào. Chơi được. Ui. Nói chung khi chúng ta giao tranh nhiều người thì FPS nó tụt xuống mức là 54, 55 nha anh em. Nhưng mà vẫn chơi được, không đến mức là lang khửng. Nó chỉ là hơi gọi chung là giảm độ mượt xuống một xíu thôi. Nhưng mà vẫn đủ để chúng ta giao tranh nha anh em. Con lợn này, double kill không ta? À mình ăn được một mạng. Đó, các bạn có thấy giao tranh thì FPS nó giao đổi mức là 5x nha anh em. Tốc biến ngay.
Ui dạ, FPS nãy giờ là 54 này. Có thể là mình setting nó cao quá nên là các bạn nếu muốn chiến mượt hơn, mình nghĩ là giảm độ hoảng xuống một xíu thì nó sẽ là ổn định hơn nha anh em. Đây là mình đang để ở chế độ mắc nhất này. Nhưng mà FPS có giảm nhưng mà chúng ta vẫn là chiến được. Giao nổ mức là 5x thì không quá là sao. Ui chết luôn. 53, 56 này. Ok, kẻ địch đã đầu hàng rồi. Thì các bạn có thể thấy là khi chúng ta mắc setting này với con chip Snap 732G thì từ game Liên Quân nó có tụt FPS nha anh em, nhưng mà dao động trong mức ở là 5x. Gọi chung FPS dao động trong khoảng là ở mức 5x thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng giao tranh của chúng ta nha anh em. Gọi chung chiến Liên Quân ổn. Nãy giờ thì mình chơi được 14 phút và mức pin từ 72 nó tụt xuống còn là 67%. Tức là nó tụt tầm là 5%. Nói chung dung lượng pin của chiếc Poco X3 NFC này lên đến là 5000mAh thì các bạn khỏi phải lo rồi. Còn với sạc nhanh 33W thì các bạn có thể là chiến game tẹt ga thôi. Nó có sạc nhanh thì sạc xíu là đầy à. Sau khi mình chơi xong một ván Liên Quân thì máy có hiện tượng là nóng lên. Nhưng mà nóng ở mức này thì mình nghĩ là bình thường cũng như những chiếc máy khác thôi. Nó không phải là quá là nóng đến mức chúng ta không thể chấp nhận được. Tựa game tiếp theo mình sẽ test đó là PUBG Mobile. Trước khi vào game thì mình cũng sẽ là bấm đồng hồ đo thời gian. Chúng ta mất tầm 28 giây để lót vào game, ngồi chung đo thời gian này ở mức là tương đối thôi nha anh em tham khảo qua thôi. Về phần cài đặt đồ họa thì chúng ta có thể là chơi được ở mức là cực cao, tức là 40fps khi để đồ họa ở mức mượt. Còn khi chúng ta nâng đồ họa lên ở mức là HD này thì tốc độ khung hình nó giảm xuống chỉ là ở mức cao, tức là chơi ở mức 30fps. Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ để đồ họa ở mức là mượt và tốc độ khung hình ở mức là cực cao, mức setting gọi chung là hợp lý nhất rồi. Bật khử răng cưa này, tăng độ sáng lên. Ok. Về phần âm thanh thì chúng ta không thể lên được ở mức là cực cao nha anh em. Hiện tại thì mình đang ở trên một chiếc máy bay này. Đáp dù ở đâu đây? Ok, khi nhảy dù ra thì mình không cảm giác nó khửng lang gì hết. Mình nghĩ là nhảy dù ra thì nó sẽ bị tụt vài frame FPS, nhưng mà nó không ảnh hưởng quá nhiều. Khá là đông người này. Có người nha, có người, có người. Úi dạ. Chuồn gấp, ui chết luôn rồi. Khá là đen. Theo mình thấy thì với những chiếc máy có tần số quét màn hình cao như kiểu là 120Hz, 90Hz này thì nó hình như nó cũng là bổ trợ vào để giúp chúng ta chiến game mượt hơn thì phải. Không biết đoán vậy có đúng hay là không, các bạn thử trải nghiệm xem. Nhưng theo mình thấy thì với những chiếc máy có tần số quét tươi làm tươi màn hình cao hơn thì khi chúng ta vuốt các chiều có vẻ như là nó mượt hơn, nó sướng hơn thì phải. Với con chip Snap 732G và chúng ta chiến game PUBG được ở mức là 40fps theo mình thấy cũng khá ổn rồi. Đủ để chúng ta giao tranh không xảy ra tình trạng lang khửng gì hết này. Đó. Từ game PUBG này thì chúng ta muốn chơi ở mức 60fps thì chúng ta phải nâng con chip lên đầu 8, như kiểu là theo mình nhớ không nhầm thì 845 trở lên thì phải. Hoặc là 855. Đó, đi thôi nào. Ui, thôi. Mẹ mình sợ quá. Ui. Lại chết nữa rồi. Ok, thì trải nghiệm nhanh sau hai ván game PUBG thì mình đánh giá là với con chip Snap 732G thì chúng ta có thể chiến ổn từ game PUBG Mobile đó nha anh em. Nó không xảy ra tình trạng lang khừng gì hết, kể cả khi là mình nhảy dù. Với một số con chip thấp khác mình từng test từ game PUBG thì khi mình nhảy dù ra thì nó sẽ là xảy ra tình trạng lang khừng. Nhưng với con chip Snap 732G này thì mình nhảy ra mình không cảm giác nó khừng tí nào hết. Gọi chung là chiến ổn từ game PUBG. Từ game cuối cùng mình sẽ test đó là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Trước khi vào game thì mình cũng sẽ bấm đồng hồ đo thời gian. Chúng ta mất 25 giây để load vào game.
Về phần camera đồ họa thì mình sẽ là bật 60 fps này. Ok, chất lượng khung cảnh chưa thể là lên ở mức cao này. Chất lượng hiệu ứng cũng không lên được ở mức cao luôn. Độ phân giải mình sẽ để ở mức cao này. Chữ nổi bật này. Độ màu nhân vật mình sẽ bật luôn đi. Hoạt ảnh giao diện mình cũng bật luôn. Hậu kỳ là cái gì ta, mình cũng bật luôn. Đó. Thì con chip Snap 732G thì chúng ta chưa thể là max setting được nha anh em. Nhưng mà mình đã cài đặt đồ họa ở mức là cao nhất có thể rồi. Ủa không ai đi mid luôn à? Hất tung luôn nè. Mataji đi mid à ta? Red team bạn là không ai ăn này. Không biết là ai đi rừng đây. Ủa gì đi rừng này? À, thanh niên vào ăn red này. Mình sẽ để Đợi thanh niên gần hết máu rồi mình ra chơi thôi. Chạy đầu. Ui da. Cái này gọi người ta gọi là không làm mà vẫn có ăn này. Ui này. Mình chơi được mà, mình cầm red mình chơi được con lúc này mà. Chết luôn này. Đấy, thơm chưa? Quá là thơm luôn. FPS thì giao tranh ít người như thế này thì nó ổn định ở mức là 5960. Ui, Master Yi à. Ừ, sao nào? Thanh niên cay cú ạ. Mình đang cầm red mà mình thừa sức là chơi được luôn này. Mình thừa sức là chơi được luôn. Tội thanh niên thật. Hồi sinh ra lại chết. Ok, Mataji. Khá là đen này. FPS thì mình thấy nó vẫn ổn định ở mức là 5960-61. Lại Mataji này. Thanh niên không biết mình nấp ở đây. Vào chơi thôi. Vào chơi thôi. Thanh niên đánh khá là gà. Á chà. Ui, thôi. Thôi bạn ơi. Ui, FPS mình thấy tụt xuống ở mức là 58 à. Ui, mắt thấy gì tốc biến ra chơi mình luôn kìa. Sợ thật đấy. Thanh niên chắc là cay mình lắm rồi. Cay làm được gì? Ui, mù mắt. Ui, sao mình hất tung nó lại xịt được nhờ? Ui, mình cũng đã chết. Hình như này thì phải chết thôi. Phải chết thôi. Lúc đây nữa này. Ui, xanh vậy ai chơi được? Ui, Garen nữa kìa. FPS thì nó vẫn dao động ở mức là 60 nha anh em. Mình không thấy lạ khửng gì hết. Ui, ra team địch đã đầu hàng rồi. Thì với con chip Snap 732G thì chúng ta có thể là chơi tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến ổn rồi nha anh em. FPS khi giao tranh thì nó có tụt một vài frame đấy, nhưng mà không ảnh hưởng quá nhiều. Nãy giờ mình chơi được tầm là 41 phút và mức pin từ là 72 tụt xuống còn là 58%.